nhất mũi trưởng long trong một ngày mà được cả khánh vân nam thư dương hoàng yến thi nhau đăng ảnh những hình ảnh mới nhất về sự xuất hiện của mũi trưởng long khiến các fan cực kỳ thích thú mũi trưởng long có thể nói là người bạn thân thiết của sáu nữ nghệ sĩ từ sau khi cùng xuất hiện trong chương trình sau nhập ngũ từ sau khi lên sóng mũi trưởng long trở thành nhân vật hot hòn hot, hot sở hữu lượng fan hùng hậu người hâm mộ luôn trông đợi từng bài đăng bình luận tương tác có liên quan đến mũi trưởng xuất hiện trên mạng xã hội các nữ nghệ sĩ cũng vì thế mà liên tục cập nhật những hình ảnh của anh chàng để chiều ý người hâm mộ ca sĩ dương hoàng yến gần đây đã công khai thả thính mũi trưởng được một số fan khen ngợi hết lời vì quá đẹp đôi chưa dừng lại tại đó, mới đây cô giáo Yến cũng đăng story hình ảnh vừa gọi video với mỗi trưởng, dù người trong Nam kẻ ngoài Bắc. Mới đây, Nam Thư cũng khoe ảnh cùng Khánh Vân có buổi hẹn gặp mặt cùng mũi trưởng Long trong một quán cà phê. Nam Thư cũng như cá fan liên tục nhắc đến hậu hoàng mỗi khi có sự xuất hiện của mũi trưởng Long. Trong bài đăng mới nhất, Nam Thư còn tiết lộ mũi trưởng Long và Khánh Vân đã phải tranh nhau thánh chế nhạc vừa khẳng định hậu hoàng là của long trong bài đăng của nam thư hội đẩy thuyền mũi trưởng long hậu hoàng lại thích thú khi xem được to đi của khánh vân theo đó khi được khánh vân nam thư tiễn ra sân bay mũi trưởng long liên tục phát cổ lương cho cả hai mỗi khi nhắc đến hậu hoàng không những khen thánh nhạc chế chất anh còn khẳng định chắc nịch vậy cứ coi đi khi nghe nam thư khánh vân trêu ghẹo để tôi coi các người hạnh phúc được bao lâu được biết, mũi trưởng Long đã trên đường bay ra Hà Nội để gặp Hậu Hoàng và Dương Hoàng Yến, chắc fan sẽ hóng ảnh lắm đây.